Mới đây, các trinh sát hình sự Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang Đỗ Bá Thước, tiệm phá xe trên quốc lộ 51, đoạn qua xã Long An, huyện Long Thành, đang có hành vi phá xe vẽ bệnh để lấy của chị TTT, ngụ xã An Phước, huyện Long Thành để chiếm đoạt số tiền 2.250.000 đồng. Cùng thời điểm, cách tiệm thước khoảng 50m, Công an huyện Long Thành cũng bắt quả tang ông Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1985, đang lấy 700.000 đồng của khách sửa xe. Đông là anh em cột chèo với Đỗ Bá Thước. Tại cơ quan công an, Đông thừa nhận việc rút mô bin sườn khách vào bơm xe, vá lốp, uống nước, sau đó vẽ bệnh để thay thế linh kiện trôi nổi lấy tiền. Theo ông Đông, hành vi rút mô bin sườn của khách vào quán rồi loang tin hư xe, ép sửa chữa với số tiền lớn đã được thực hiện từ năm 2018. Đông thừa nhận, xe nếu bị hư, các bộ phận như bi nồi, Sekura thì cũng không liên quan đến việc xe không nổ được máy. Đông cũng thừa nhận rằng các bé trai là con, cháu của Đông cũng tham gia vào quá trình phá xe của khách. Cho các cháu nhìn các bố, các bác, các cậu rồi học theo, Đông khai và cho hay nhận biết được hành vi trên là vi phạm pháp luật. Người này cũng mô tả cách thức hoạt động của các bé trai. Khi có khách ghé vào uống nước, sẽ cho con tiếp cận và rút dây mô bin sườn. Khi khách ra đề máy không nổ thì sẽ tiếp cận hỏi hết bình hay sao để qua em kiểm tra cho. Tuy nhiên, không phải xe nào cũng làm. Các quán nước này nằm ở cả hai chiều quốc lộ 51, đoạn cách ngã ba Nhơn Trạch khoảng vài trăm mét và có họ hàng với nhau. Suốt nhiều năm qua, hàng loạt người đi đường đã trở thành nạn nhân của nhóm phá xe này và bị ép sửa với giá vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng. Công an huyện Long Thành đã mời làm việc nhiều người là họ hàng của ông Thước để xử lý.